Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là mẫu xe Toyota Vios, một chiếc sedan trong cái phân khúc hạng B. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp giữa của tháng 8 năm 2021 này, thì Top KVN sẽ cập nhật và giới thiệu các bạn về chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại và chương trình quà tặng mới nhất của cái dòng xe Vios này. Thì trước khi vào phần cập nhật chương trình khuyến mại và phần cập nhật giá, thì ngay buổi chiều ngày hôm nay thôi, mình có những cái thông tin cơ bản mà mình muốn cập nhật dành cho những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe sedan trong cái phân khúc hạng B này, và đặc biệt giới thiệu đến những anh chị khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu, chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta đang có kế hoạch mua xe. Thì hiện tại Toyota Vios chúng ta đang trong cái chương trình của tháng 7 và tháng 8, thì Toyota Vios chúng ta đang có chương trình khuyến mại và hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến từ bên phía Team V, tức là bên phía Toyota Việt Nam. Với VSG thì chúng ta đang nhận được sự hỗ trợ là 30 triệu đồng. Với bản E và bản E CVT số tự động thì chúng ta đang nhận được hỗ trợ là 20 triệu đồng. Thì cái chương trình này thì sẽ kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 8 năm 2021 này. Ngày hôm nay mình làm cái video này đang ngày dịp giữa của tháng 8 rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn 15 ngày nữa thôi là kết thúc chương trình của tháng 8 năm 2021 này. Nhưng mà theo mình nhận những cái thông tin mình nhận được mới nhất, thì sang chương trình của tháng 9 thì Toyota Vios sẽ cắt chương trình khuyến mại 50% lệ phí trước bạ đến từ bên phía Team V dành cho các bạn khi mà chúng ta lấy về cái dòng xe Vios trong cái tháng 9 các bạn ạ. Cái thông tin này thì thường ấy, nếu anh chị nào khách hàng mà chúng ta thường xuyên theo dõi trên Top KVN ấy, thì những cái thông tin mà trên Top KVN cập nhật và đưa ra cho những anh chị khách hàng nào thì thường phải đúng đến 90%. Nếu anh chị nào chúng ta thường xuyên theo dõi trên Top KVN thì các bạn có thể nhận thấy ngay thông tin rất là chuẩn. Cho nên là mình cũng chưa hiểu lắm tại sao lại trong chương trình của tháng 9 thì bên phía Team V lại cắt chương trình khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Thì và cái thông tin nữa nhá, không những bên phía Team V cắt chương trình khuyến mại mà bên phía đại lý chương trình khuyến mại cũng sẽ giảm đi, và hầu như nó chỉ còn khuyến mại dành cho các bạn về mặt phụ kiện thôi quý anh chị các bạn ạ. Đó là những cái thông tin mà sơ bộ mà mình nhận được. Nhưng mình nghĩ như này, về chương trình khuyến mại của Team V thì khả năng lớn sẽ là rất lớn rồi, sẽ là cắt trong chương trình của tháng 9. Nhưng bên phía đại lý thì hy vọng rằng vẫn sẽ có những cái chương trình hỗ trợ giá dành cho khách hàng, ít nhất là được như tại thời điểm này. Đó, cho nên là nếu như anh chị nào, những khách hàng nào mà thường xuyên theo dõi Top KVN thì mình nghĩ rằng ít nhất các bạn, nếu các bạn có kế hoạch lấy xe ấy, về cái dòng xe Toyota Vios này, thì các bạn nên lấy trong chương trình của tháng 8 này. Của tháng 8 này là một chương trình mình nghĩ là chắc là cũng không thời điểm nào có mức giá tốt được như thời điểm này nữa đâu. Nguyên nhân là vì các bạn biết là thời điểm này, đặc biệt là những đại lý mà ở Hà Nội thì đang trong chương trình của giãn cách xã hội thì đang rất là muốn đẩy xe. Cái thứ hai nữa là trong chương trình của cái tháng mà gần như là cái tháng chậm nhất như các hàng năm, gọi là tháng ngâu quý chị các bạn ạ. Mà trong chương trình của tháng 9 thì đã có thông báo là chúng ta sẽ cắt chương trình hỗ trợ của bên Team V. Đây là những cái thông tin cập nhật mà mình cập nhật dành cho khách hàng mà thường xuyên theo dõi những cái video cập nhật giá trên Top KVN. Thế còn trong cái mức giá mới nhất của Vios trong cái dịp giữa tháng 8 này, vẫn còn, đây là mình cập nhật này, là vẫn còn sự hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến từ bên phía Team V quý anh chị các bạn nhé. Mình sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn là 3 phiên bản với Vios tại thời điểm này, để anh chị khách hàng chúng ta tham khảo, chúng ta có thể là đưa được ra quyết định lấy xe. Theo mình là lên lấy xe nếu có kế hoạch rồi nhé. Còn các bạn mà chưa đủ tài chính hay như nào thì mình nghĩ là cái đấy thì nó còn nhiều yếu tố. Nhưng khách hàng nào chúng ta chỉ đã sẵn tài chính rồi, các bạn chỉ có phương án là chốt lấy xe thôi, thì mình nghĩ rằng thời điểm này là thời điểm hợp lý nhất. Với Vios phiên bản E mình cập nhật đầu tiên, Vios E với mức giá niêm yết của bên phía Team V là 478 triệu đồng. Thì nếu như trong thời điểm này mình cập nhật cái video này, lăn bánh ở tỉnh, các bạn sẽ bỏ ra bản E này là 486 triệu, ở Hà Nội là 518 triệu đồng, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 508 triệu đồng. Với Toyota Vios phiên bản E bản số sàn, em xin nhắc lại này, ở tỉnh là 486 triệu, ở Hà Nội là 518 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 508 triệu đồng. Còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp Vios phiên bản E này thì sao ạ? Ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 138 triệu, ở Hà Nội là 168 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 158 triệu đồng. Mình xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 138, Hà Nội là 168, và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 158 triệu đồng đối với Toyota Vios phiên bản E bản số sàn, bản số sàn, số tiền cần chuẩn bị tối thiểu. Còn về phần quà tặng của Vios E phiên bản số sàn này, các bạn được tặng đó là 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng dán kính cách nhiệt trải sàn da và cam hành trình các bạn nhé. Em xin nhắc lại này, 1 năm bảo hiểm thân vỏ, dán kính cách nhiệt trải sàn da và cam hành trình, đó là những cái chương trình quà tặng của phiên bản E bản số sàn này.
Tiếp theo sang cái phiên bản thứ hai là cũng là phiên bản E, nhưng mà bản ECVT, bản số tự động các bạn ạ, bản số tự động. Hay các bạn cứ hình dung như này, VIOS sẽ có bản ECVT là bản số tự động này, và thứ hai là bản G. Thì bản ECVT các bạn có thể hình dung nó gọi là bản thiếu đi cho dễ hình dung, với mức giá niêm yết là 531 triệu đồng. Thì sau khi trừ đi chương trình khuyến mại của cả TMV, của cả bên đại lý dành cho các bạn, thì nếu lăn bánh ở tỉnh của bản ECVT, các bạn sẽ bỏ ra là 547 triệu đồng, ở Hà Nội là 577 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 567 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 547, Hà Nội là 577, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 567 triệu đồng đối với VIS E phiên bản CVT. Thế còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp phiên bản ECVT này thì sao ạ? Ở tỉnh, quý chị các bạn, chúng ta cần chuẩn bị tối thiểu là 155 triệu, ở Hà Nội là 186 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 175 triệu đồng ạ. Mình xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 155, Hà Nội là 186, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 175 triệu đồng. Còn với phương án mà các bạn được với chương trình mà quà tặng của bản ECVT này thì sao ạ? Bên phía TOTA vẫn tặng các bạn là 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng dán kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình, quý anh chị các bạn nhé, với bản ECVT này. Tiếp theo là em sẽ sang cái phiên bản tiếp theo là phiên bản G. Bản G là bản hiện tại có cái doanh số cũng rất là ổn, đặc biệt với những cái màu như là màu vàng cát trước mắt quý chị các bạn đây. Màu vàng cát là bản mà có cái doanh số gần như là chiếm rất là nhiều trong tổng số những tất cả các màu của TOTA VIOS. Với màu vàng cát bản G, nếu như mà mức giá niêm yết của xe là 581 triệu thì hiện tại nếu lăn bánh ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra là 587 triệu đồng trong cái thời điểm này. Lăn bánh Hà Nội là 618 triệu đồng và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 607 triệu đồng ạ. Em xin nhắc lại, ở tỉnh là 587, Hà Nội là 618 và thành phố Hồ Chí Minh là 607 triệu đồng với TOTA VIOS phiên bản G. Các bạn nhé, chương trình khuyến mại đâu đó cũng giảm. Chương trình khuyến mại của bản G này nếu mà trừ tiền mặt mình tính sơ sơ khoảng tầm gần 60 triệu đồng cho các bạn. Thế còn với phương án mà các bạn mà muốn mua trả góp TOTA VIOS phiên bản G này sao ạ? Ở tỉnh các bạn cần chuẩn bị tối thiểu là 167 triệu, ở Hà Nội là 198 triệu, và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 187 triệu đồng. Mình xin nhắc lại nhé, ở tỉnh là 167, Hà Nội là 198, và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 187 triệu đồng là số tiền cần chuẩn bị để lăn bánh được TOTA VIOS phiên bản G. Và chương trình khuyến mại của bản G thì cũng tương tự như bản ECVT và bản E, đó là được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng dán kính cách nhiệt, trải sàn da và cam hành trình. Đó là ba phiên bản của TOTA VIOS. Thì về cơ bản anh chị chúng ta để ý là trong dịp giữa tháng 8 này nó cũng chỉ nhích lên một chút thôi so với cái dịp đầu tháng. Thực sự trong cái video này là mình muốn cập nhật cho các bạn là cái thông tin về VIOS là trong chương trình của tháng 9 là khả năng rất cao, gần như là 100% rồi, VIOS sẽ cắt chương trình khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến từ bên phía TMV. Thế còn về chương trình VIOS, nếu mà mua trong cái thời điểm nốt 15 ngày còn lại này thì em cũng linh động một chút, muốn giới thiệu đến anh chị khách hàng, đó là thông tin đó chính là với VIOS màu vàng cát, đây là một màu mà hiện tại đại lý nhập nhiều nhất, và chính sách giá cái chính sách giá mà mình vừa cập nhật cho các bạn thì có thể linh động được thêm đối với màu vàng cát các bạn nhé. Với màu vàng cát chính sách giá có thể linh động được thêm trong dịp, em xin nhắc lại là trong dịp tháng 8 thôi nhé quý chị các bạn nhé. Và trên đó là phần cập nhật thông tin này, thông tin xe này, thông tin giá xe, thông tin khuyến mại và cập nhật giá lăn bánh. Với những anh chị khách hàng nào chúng ta đang tìm hiểu về TOTA VIOS ông vua trong cái phân khúc hạng B này, và những anh chị nào chúng ta đang có ý kiến như nào thì hãy cứ để lại ý kiến của bạn ngay bên dưới ở phần bình luận của cái video này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ TOTA VIOS. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của TOTA VIOS.